Gì đó dạ Phúc? Dạ ơi, mày đi đâu mà hơi rượu nực nồng vậy mày? Lại đi nhậu say sưa nữa phải không? Cha cha ơi, không có sai. Nhậu là để cho đầu óc nó sáng suốt, để tìm mưu tính kế, để dẫn mối buôn bán cho cha chứ. Vậy mối đâu? Cha cha ơi, từ từ chứ, đâu có phải một ngày, một buổi mà là có liền đâu. Mối đâu thì tao chưa có thấy, thì thấy mày càng ngày càng say sưa be bét. Tôi không giống ai hết. Không giống ai nhưng mà giống cha. Cha cha ơi, cha đừng có nói vậy. Đáng lý ra là cha phải khen con, vì con có hiếu, tối ngày lo kinh tế, để giúp cha buôn bán làm ăn, sao quê cho mau phát tài. Mà muốn cho tâm trí khôn ngoan thì con phải nhậu say, bởi vì rượu là thứ nước thần tuyệt diệu,
làm cho đầu óc con phấn chấn hàng ngày. Để con nghĩ ra những chuyện phi thường mà thường ngày con không dám nghĩ ra. Nhưng tao chỉ sợ cho mày cứ uống rượu hoài mai mốt rồi thành một thây ma. Dạ chờ không có đâu. Con cam đoan với cha là cái thằng dạng bút này sẽ đem lại tiền tài cho cha. Nhưng mà trước mắt bây giờ cha cho con chút đỉnh. Cha chi vậy? Nói tới nói lui rồi mày cũng khảo tiền tao hả? Bao nhiêu lần rồi mày? Cũng mới vài lần thôi. À, cha chiều nay có một cái mối này ngon, con phải gài đổ nhậu mới tính chuyện làm ăn được. Mà tao nói cái vụ này mà vô một cái là cha giàu khẩm luôn. Nó vô một cái tật luôn, tiền vô đầy nhà đếm mệt nghỉ. Thiệt không đó? Thiệt. Yên chí, yên chí, con nói là có. Đây nè, gạt tao là chết cho mày. Nói cho quá, con làm sao dám gạt cha. Thôi con đi nha. Thiệt tình, có hai đứa con à. Thằng lớn thì rượu chè tối ngày, không có nhờ được gì hết. Còn đứa con gái ư? Nó nhận tín hiệu rồi. Mình con tô hố nó con dê. Không ai. Ủa, nó đâu ta? Tùng Vinh, Tùng Vinh, khắc Tùng Vinh, Tùng Vinh, Tùng Vinh, khắc Tùng Vinh. Thôi thấy cái tướng mày bự quá là nó thiệt. Ông già mày ông đặt cái tên về nó thiệt, nó giống như cái tướng của mày. Mai mốt mày chết lấy cái da mày bên trong quánh cắt từng phình đã lắm. Trời ơi, mày nói tao mà mày không nhìn lại mày. Tao chống chầu mày cũng chống chiến á. Thôi thôi mệt quá. Nè đi, đi với tao. Ồ, mà đi đâu? Đi đánh bạc, vui lắm. Vậy sao? Ồ, mà tao đâu biết đánh bạc. Trời ơi, thì tâm sư học đạo. Không biết thì tao dạy. Dễ ở cà. Không có thằng bạn nào tốt với mày như tao đâu. Mày thấy không? Chưa thấy. Từ hồi mày quen với tao tới giờ mày học được ở tao nhiều thứ lắm mà. Vậy sao? Ủa mà không gì đâu. Vô đây, vô đây nói chuyện mẹ. Đừng đứng lấp ló. Người ta nói mình là người gian tế. Đúng rồi. Rồi, mày ngồi xuống đây đi. Mày nghe tao giải thích. Rồi. Mày học cái gì hôm nay mà mày không nhớ là mày quá dở. Mày học ở tao cái gì? Nghe nè. Nghe. Mày biết nhậu là nhờ tao. Đúng rồi. Mày gan dạ cũng nhờ tao. Đúng rồi. Chờ hồi đó, ông già của mày nói cái gì mày đâu có dám cãi. Không dám. Nhưng nhờ đi chung với tao, học hỏi tao, mày mới biết nói dối để lấy tiền đi nhậu. Đúng rồi. Cũng giống như tao. Sao? Ông già tao nói một, tao nói hai, ông nói hai, tao nói bốn. Riết rồi, ông mệt quá, cái ông không nói luôn. Nín luôn.
Tao muốn làm gì ta làm. Bây giờ cuộc đời của tao nó sung sướng như một ông vua vậy. Sung sướng rồi. Tùng hình, tùng hình cái chắc tùng hình, tùng hình, tùng hình cái chắc tùng hình. Vậy sao? Giờ mày mở mắt cho tao. Cứ mấy lâu nay tao ru rú ở trong nhà, không có biết ăn chơi gì hết rồi, quê một cục luôn mày. Nhưng đó chỉ là chuyện ngày xưa thôi. Còn bây giờ đứng lên coi, đứng thẳng lên coi. Tao nói cho mày biết, bây giờ mày đã khôn ra, nhờ tao dạy dỗ mà mày nay thành người biết chơi, biết sống như bọn tao. Không ai dám nói, không ai dám rầy à. Thế ơn mày tao khác cả trăm lòng. Suốt đời suốt kiếp không ngờ quên một thằng bạn kiếp khó nhất ở trên đời này. Tao sẽ dạy mày nhiều thứ nữa, tha hồ mà hưởng mà chơi. Nhưng mà tao sợ lắm mày ơi, cha tao không biết nữa, ông đập cái tao gãy giò. Được không? Cái gì chắc lưỡi tao sợ quá. Lòng can đảm của mày đâu? Nó nằm ở trong này. Sự gan dạ của mày đâu? Ở trong bụng á. Không la mày, mày la lại. Như vậy mới là nam nhi đại trưởng phu chứ. Đúng rồi, mới là đại trưởng phu. Nhưng mà không được là... Người ta nói như vậy là mà bất hiếu. Ngu. Như vậy mới là có hiếu. Nghe nè, mày biết không? Sao? Ông già của tao ngày nay nhàn hạ thảnh thơi là nhờ tao nè. Vậy sao? Sao gì nhờ mày? Hồi đó ông có tới 7-8 cái cửa hàng buôn bán lận. Nhưng nhờ tao. Mà bây giờ ông còn một cái cửa hàng nữa. Vậy sao? Ủa rồi sao vậy? Thì mấy cửa hàng kia tao cầm bán sang nhượng lại hết rồi. Ê, mà không chừng còn một cái này nha. Mày mốt tao bán luôn cho ổng đỡ cực. Trời ơi, tao thương ổng quá. Đó, mày thấy như vậy là có hiếu hay là bất hiếu? Mày nói nghe có lý rồi. Phải có lý thôi. Tâm phục khẩu phục mà phải không? Như vậy thì lát nữa mình đi đánh bạc kiếm thêm mớ tiền. Rồi ngày mai mình đi nữ nhi lầu. Vậy sao? Nhưng mà ở đó có gì vui? Nhất dạ đế dương. Dương, mày tới đó mày còn sướng hơn một ông vua nữa. Mày muốn cái gì có cái đó. Tao nói cô gái ở đó nó đẹp. Là đẹp. Nó xinh đó. Là xinh. Mày nhìn mày thấy thôi đã hắt ghiền rồi đó. Vậy sao? Rồi được, mà, được rồi mà. Mày về về trước đi, một lát tao qua đã quá. Rồi tao về tụ tập tụi nó chờ mày qua cùng đi luôn hen. Tao khoan thôi, nghe mày kể đó tao nôn quá chịu không nổi phải không? Đi luôn, đi mau kẻo trễ. Đi chùa về đó hả? Hay quá ha. Cửa hàng không ai coi, thân già của tao nè, gần đất xa trời rồi mà phải quần quật suốt ngày, chẳng biết nghỉ ngơi. Để cho mày được thảnh thơi đi chùa, tao thiệt khổ sở làm sao. Còn với cái nói sao không nghe lời, thì tại vì con thích đi chùa, ở đó con được nghe kinh, rồi con niệm Phật nhờ quay linh độ trì, cho con thông minh sáng suốt, cho con khai mắt khai tâm. Đạo Phật hay lắm cha ơi, cho nên con mới ngày đêm tu trì. Vậy hả con? Dạ đúng đấy cha. Bởi vậy
lúc nào con cũng niệm Phật á. Rồi niệm Phật có đẻ ra tiền không hết con? Chà. Trời ơi, làm quần quật như con trâu cài mà còn chưa thấy gì. Ở không ngồi niệm Phật chắc tao đói luôn quá. Nè, con có thấy gì không? Cái gia sản kết xù này là do công lao mánh mung luồn lách của cha mà có. Phải đổ mồ hôi sôi nước miếng tráo trở ngược xuôi, ăn bớt, ăn xén, nói dốc, nói láo đủ thứ chuyện mới tạo được cái cơ nghiệp vững chắc như ngày nay. Cái cửa tiệm bách hóa càng ngày càng phát đạt là do cha biết tính cho ngồi niệm Phật như mày ấy. Trời ơi, chắc có ngày ăn mày luôn quá. Chà, nhưng mà con thấy như cha sợ không có bền á. Trời 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 trời, mày trù tao đó hả? Hay quá ha. Mày đâu có khôn hơn cha mày. Thực tế chút đi con. Tao không thích cho mày đi chùa. Vô nghe mấy ông sư làm biếng đó, dạy mày làm biếng theo. Cha, cha đừng có nói vậy. Có nhiều việc thầy con làm, cha đâu có biết. Tao đâu cần biết làm gì. Chỉ biết rằng tao có của cải. Mày là con tao, mày phải siêng năng làm việc cho cha, giữ gìn cơ nghiệp cho cha, chứ không phải đi chùa hoài. Nhưng mà có của cải như cha, con thấy khổ nhiều hơn vui đó. Đúng đó con. Ê, nó bậy. Mỗi thứ nó có cái thú riêng của nó chứ con. Bởi vậy, vô đây, theo cha vô đây, cho con thấy cái này nè. Gì vậy cha? Con biết cái gì hả? Đó, con có thấy không? Tối cha ngủ đâu có tròn giấc được. Tao phải hàng mấy sợi dây xích thiệt to đó, con có thấy không? Chi vậy cha? Để tối tao ngủ tao xích vô hai cái tay tao nè, mấy cái chìa khóa tủ tiền vô luôn. Để ăn trộm đó có vô lấy cũng không được, vì chìa khóa vô hai cái tay cha rồi. Trời ơi, vậy rủi có quả quạng làm sao? Tao, con quỷ, sao mày ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ không à? Mày có biết không, hồi sáng này nè, cha mới cho thợ mộc đóng cái giường cho cha theo kiểu y như cái quan tài đó. Trời ơi, chi vậy? Tối tao vô tao nằm ở trong đó, đóng nắp lại luôn. Ăn trộm nó có giỏi bằng trời cũng không lấy gì được của tao hết á. Vì tao khóa luôn cái nắp đó, ba ổ chìa khóa lận đó con. Cha ơi là cha, tiền tài là vật ngoài thân, cha khổ sở vì nó quá, rốt cuộc chẳng được gì đâu. Ôi, nói chuyện với đứa ngu như mày tao mệt quá. Cha, cha ơi, vì thương cha, muốn tròn đạo hiếu với cha, mà con chỉ muốn khuyên cha hãy bớt đi lòng tham vô đây. Của cải vật chất như phù du cát bụi, nó ở bên ta rồi mai lại xa. Tiền của đầy do cha đã tạo nên, sao cha không nghĩ lại mà thành tâm bố thí, để cầu phước lành cho thân tâm an ổn, đạo Phật nhiệm màu sẽ gia hộ cho cha. Hả? Mày nói cái gì? Đem tiền của đi bố thí à? Thôi, con có khùng không con?
đồng tiền là nấm ruột mà con, khi không đem cho người khác khơi như vậy sao? Phật dạy, bố thí là để trị tâm bổng sản, hơn nữa còn được phước báo hiện tiền, vì tiền bố thí không bao giờ mất. Đừng có dạy khôn tao cho mất công. Tao không nghe. Cha à, hãy bớt suy nghĩ mánh mung mà hãy chuyên tâm niệm Phật. Con chỉ mong sao cha thay đổi là con vui lắm rồi. Tao cũng mong mày bớt đi chùa là tao vui lắm rồi. Cha à, hãy nghe con đi. Con đi chùa niệm Phật á là cầu nguyện cho cha đó. Cảm ơn. Mày niệm Phật cho cha đó hả? Tao không cần. Tao cũng không tin. Chừng nào niệm Phật mà đẻ ra tiền thì tao mới tin. Chừng đó tao thương ông Phật lắm mà. Bởi vì tao chỉ thương tiền. Ai đem tiền tới cho tao là tao thương à. Cha, cha thiệt là kỳ á. Cái gì cũng tiền á. Con chán lắm á. Chỉ biết có tiền à. Con khổ lắm. Muốn cha quay đầu về với Phật Pháp thật khó làm sao á. A-di-đà Phật. Phật môn có 84.000 cánh cửa, tùy duyên mỗi chúng sinh mà tự có một cánh cửa cho riêng mình. Nhưng tất cả rồi cũng quy về một mối. Con chớ quá buồn khổ làm gì. Vì thương cha, muốn báo hiếu cho cha. Con chỉ muốn làm sao cho cha hiểu mà quy y Phật Pháp. Con giỏi lắm. Đó là đạo hiếu. Thầy sẽ có cách giúp cha con chuyển qua tâm. Mà quay đầu về với Phật Pháp vô vi. Cách nào xin thầy nói bao. Con đồng lòng muốn nghe. Con bình tâm chớ qua nóng lòng, rồi tất cả sẽ vuông tròn, con sẽ toại ý vừa lòng để đáp đền đạo hiếu với nhà. Nếu được như thế thì con xin cúi đầu đa tạ ơn đức cứu độ. Thầy sẽ tùy duyên mà dời tâm chuyển nghiệp, như con đò đưa khách sang sông. Biển cả mênh mông muôn trùng sóng cuộn, nhưng quay đầu là tới bến bình an. Thầy, những lời thầy dạy con chưa hiểu. Rồi con sẽ hiểu. Mày thế chỗ anh làm gì vậy? Coi anh kìa,
Biết rồi, cái không giống ai đó. Giống ai là sao mày? Ê, còn mày giống ai, mày làm gì? Mày đá tao? Ê, mày muốn tao đá mày không mày? Gì? Tao chưa đá mà mày bỏ mày chạy. Ê, mày đứng lại đó tao đá mày một cái coi. Sao mày đá tao? Cái gì vậy? Hả? Yếu xìu như bún thiêu mà đòi đá người ta. Bún thiêu là tại bún hôm qua. Chứ mày ngon, mày đứng lại đi. Tao đá mày một cái bứt ruột luôn. Chứ mày đừng có nói mày, mày là em của tao. Chứ mày là chị hai tao đâu mà. Tao làm cái gì mày cũng phê phán, mày rầy la tao là sao mày? Em nói cho anh hai nghe nè. Anh ấy bỏ rượu chè mà tu tâm dưỡng tánh. Vậy? Nghe lời em đi ha. Khi mai mốt em dẫn anh đi chùa. Dẹp. Dẹp cái vụ đó đi. Vô chùa buồn muốn chết luôn. Cái chỗ gì mà muốn nói chuyện lớn cũng không được. Đi đứng cũng phải bắt đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Tao làm không được. Anh hai, không được thì tập từ từ. Anh hai, em rất buồn khi thấy anh cứ mãi say sưa. Ngày tôi cứ cùng bè bạn ăn chơi, sao anh không nghĩ lại làm một người đúng đắn nghiêm trang cho mọi người để lớn trong nhà thì tao phải có quyền. Tao ăn xài tao phá thì nghề. Mắc mớ gì mày dạy con tao? Nhưng anh ơi, cha đã già rồi, một mai lìa bỏ cuộc đời. Anh hãy tu tịnh cho cha đẹp già già. Ôi, tao vui không nổi rồi. Tao thấy tao như vậy là quá ngon rồi. Còn tu cái gì nữa? Mày thấy không? Ra đường ai dám khi tao? Tao đi tới đâu, tao rải tiền tới đó. Cái đám bạn bè nó nói nó coi tao như là ông hoàng. Tao nói cái gì tụi nó cũng răm rắp nghe theo. Thì anh thử, anh không dung tiền ra coi họ có còn bu quanh nịnh bợ anh nữa không. Thôi thôi, mệt mày quá. Mày nói tao á, chứ còn mày. Tối ngày mày lo mày đi chùa, tối ngày mày cứ đi hoài. Mày không lo phụ bán cho cha mà mày nói gì nữa. Sao anh là con trưởng mà anh không lo? Tao có lo mày đâu có thấy. Bởi vì tao lo cái chuyện lớn, không phải ba cái chuyện nhỏ xíu tầm thường như mày đâu. Chuyện lớn hả? Chuyện lớn là chuyện gì? Chuyện lớn là chuyện lớn chứ chuyện gì. Bởi vì cái chuyện lớn thì mày không thể nghe được. Bởi vì mày đâu phải là người lớn mà nghe được cái chuyện lớn. Bởi vì mày là người nhỏ cho nên mày... Nói chuyện với mày mệt quá. Thôi tao đi ngủ mày. Mệt. Anh hai! Anh hai! Cha ơi! Cha ơi! Cha! Cha ơi! Cái gì mà mày làm như trái nhà vậy? Cha ơi! Con rối trí quá à. Ai làm mày rối trí? Thầy của con lâm bệnh rồi. Ôi, tưởng gì. Ông bệnh thì ông uống thuốc, có gì đâu. Hay là kêu ổng niệm Phật là hết liền, phải không con? Cổ nổi là thầy con bệnh nặng lắm, niệm Phật cũng không nổi nữa. Bởi vậy thầy mới biểu con á
ráng kiếm ai mướn người niệm Phật cho thầy. Mỗi một niệm là một quan tiền. Gia đình đâu? Đóng tất cả các cửa lại cho tao. Đi theo cha, đi theo cha, đi theo cha. Cha ơi, cha, chuyện gì vậy cha? Con vừa nói gì? Thầy con nói mướn giùm ai niệm Phật cho thầy. Cái dế sao kìa? Mỗi một niệm là một quan tiền. Tao bóp họng mày bây giờ. Nói nhỏ nhỏ, sao mày lớn họng quá vậy? Có gì không cha? Thiệt không con? Hả? Thiệt mà cha. Vậy cái phi vụ này con giao cho cha nghe. Đừng nói cho ai nghe nghe. Nó giật mối của cha nghe. Nhưng mà con không có giao cho cha được đâu. Sao vậy? Sao vậy? Đồ bất khiếu chi tử, đại nghịch vô đạo. Sao cha mắng con? Cha con với nhau mà mày còn tính toán. Tao mà mất cái mối làm ăn này đó nghe, tao đuổi mày ra khỏi nhà đó. Không phải con muốn hất cha, nhưng mà tại vì xưa nay cha đâu có ưa niệm Phật. Nhưng bây giờ thì tao thấy bắt đầu muốn ưa niệm Phật rồi. Hả? Sao là vậy cha? Con chẳng hiểu sao cha lại đổi thay. Có gì đâu mà khó hiểu. Chẳng qua là cha thấy tiền tài sắp vô tới. Nếu chót lọt vụ này, tiền trong tủ cha chắc đầy nhiều hơn. À, con hiểu rồi. Cha muốn lãnh cái phi vụ niệm Phật này để kiếm thêm tiền, phải không cha? Chơi gì nữa, đó là tâm nguyện của cha mà. Ở đâu có tiền là có cha tới đó. Vậy cái vụ này con giao cho cha hả cha? Chơi giao cho ai? Mà nhớ bí mật, đừng cho ai biết, kẻo có người khác giật mối của cha nghe con. Nhưng mà thầy con nói niệm Phật thì trong đầu phải nghĩ tới Phật, chứ không được nghĩ tới tiền. Mà cha thì thôi không được đâu, để con đi nhờ người khác. Đứng lại! Trời ơi là trời, trời ơi! Đó là con tôi mà muốn đập bể đồ cơm của tôi đã, trời! Đồ cơm bất hiếu! Nhưng mà tại vì cha... Bảo đảm cha làm được. Con yên chí, cha sẽ thỉnh về liên một tượng Phật để ngay trước mặt. Hứa với con là cha miệng niệm Phật, đầu nghĩ Phật, không sai chạy. Con tin chưa? Mà chắc không cha? Dân làm ăn chuyên nghiệp như cha luôn giữ chữ tín làm đầu mà con, bảo đảm. Thôi cũng được, con sẽ lãnh trách nhiệm giám sát cho cha. Cứ một niệm là một quan tiền, bao nhiêu niệm cũng được, cứ thế mà tính tới. Trời ơi, cha sung sướng quá con ơi. Khi không rồi khó ấy, làm gì hết, chỉ biết niệm Phật thôi mà có tiền. Nam mô A Di Đà Phật, một quan rồi. Nam mô A Di Đà Phật, khai quan rồi, cho dễ quá. Ôi sao đời cha hạnh phúc quá con ơi. Gia nhân đâu? Bắt đầu từ ngày hôm nay, việc mua bán tao giao lại cho thư ký lo liệu, có gì thì hỏi nó. Còn ta bê quan một tháng, đừng ai quấy rầy. Gì cha? Để cha yên tâm niệm Phật kiếm tiền. Dạ thưa thầy, làm sao bây giờ hả thầy? Số tiền chúng con gom góp cho thầy hôm nay đã lên tới 3.000 lượng bạc. Lão bá hộ ấy thật là tham lam, nếu cứ kéo dài mãi sợ chúng con không kham nổi đâu thầy ơi. Các con an tâm, rồi đâu sẽ vào đấy. Dạ,
Nhưng thưa thầy, chỉ mới có một tháng mà số tiền đã lớn như vậy. Cái lão bá hộ này chắc là niệm Phật đến không ăn không ngủ. Đó chính là ý định của thầy. Nhưng thầy ơi, khi thấy tiền từ từ vào tay của một kẻ tham tiền hơn ai, con thấy lòng thật là lo âu. Sao thầy phải nhọc lòng mà chi? Vì chúng con tức tối làm sao, không muốn cho bận tâm đến thầy. Lão già kia quá ư tham tiền, chẳng biết gì nỗi khổ tâm của thầy. Xin thầy đừng mãi chịu y kẻ tham lam. Biển cả mênh mông quay đầu tới bến, phong hạ đồ đáo lập địa thành Phật. Một bước tới địa ngục, một bước tới Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cha, thôi nghỉ dùng cơm đi cha. Trời đất ơi, cái con nhỏ này cơm dưới nước hoài. Ngừng lại nói chuyện với mày là tao hao mất mấy quan tiền rồi mày biết không? Nhưng mà cha không ăn không ngủ như vậy, sức khỏe cha làm sao chịu nổi? Tao chịu được. Miệng có tiền là tao làm tất cả. Mày thấy không, chỉ mới có một tháng thôi mà tao đã có 3.000 lượng bạc rồi. Bằng cả năm tao quần quật á, tao không vui sao được. Tao nhất định tao niệm hoài, để tiền vô hoài. À, cửa tiệm mấy bữa nay làm sao rồi? Dạ cũng bình thường. Vậy là tao yên tâm. Nói chuyện với mày hoài tao hao lắm mày biết không. Thời gian của tao là tiền là bạc. Không nói chuyện với mày nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Ba quan. Nam mô A Di Đà Phật. Bốn quan. Nam mô A Di Đà Phật. Năm quan. Ta giàu to rồi. Ta giàu to rồi. Thầy ơi, đã gần 6 tháng rồi và số tiền giao cho lão bá hộ đã trên 10.000 lượng bạc. Chúng con thiệt hết kham nổi rồi. Mong thầy xem xét lại. Hạt giống đã gieo mầm, ngày gặt quả sẽ không còn xa xôi nữa. Rồi thầy sẽ hoàn trả lại cho các con. Thầy ơi,
nhưng chúng con chưa hiểu được tâm ý của thầy. Sao lại vì một con người tham lam kia mà phải bận tâm tốn hao nhiều công sức? Nếu chẳng may có gì không ổn thì đạo hạnh lâu nay của thầy xây đắp sẽ tiêu tan vì một kẻ vô tình. Con chỉ xin thầy suy nghĩ cản cùng, con là người tâm sơ trí mọn, chỉ nhìn gần chứ không thể nhìn xa. Nhưng cũng thấy được rằng với một kẻ gian tham thì lòng dạ thâm sâu không sao dò tận đáy. Con lo sợ ngày mai danh dự thầy hao tổn, rồi tai tiếng ố ê, rồi đạo hạnh suy mòn. Việc thầy làm chỉ một mình thầy biết, các con chớ quá lo âu mà lay động tâm. Thầy ơi, nhưng con không thể nào yên tâm cho được. Đã trên 10.000 lượng bạc, chính con và đạo hữu đây đã chạy vạy khắp nơi cho thầy vay mượn, rồi làm sao thầy có thể hoàn lại cho mọi người, vì đã có lời ra tiếng vào rồi đó. Từ vô lượng kiếp trong quá khứ, Đức Phật ca đã từng dùng cả thân mình hiển trọn cho chánh pháp, thì ta hôm nay có xá gì đâu một chút danh dự của riêng mình. Miệng làm sao đưa chúng sinh rời khỏi bến mê lầm, có những sự hy sinh tưởng chừng như vô ích, nhưng chưa đừng muôn vàng ý nghĩa thâm sâu. Nhân đã gieo rồi quả sẽ đến nay mai, ta chẳng có gì phải lo âu suy nghĩ. Ta vào địa ngục để đưa người lên thiên đức, bất hạnh ngày nay là hạnh phúc sau này. Thầy ơi, thầy ơi, thầy! Có chuyện gì thế con? Chết rồi thầy ơi, cha của con đóng chặt cửa không cho con vào thăm viếng, tiếng niệm Phật cũng im bặt mấy ngày nay. Hay, hay lắm. Ủa, sao lại hay hả thầy? Con sợ lắm, không biết có chuyện gì không. Hay lão đang yên lặng để toan tính thêm điều gì nữa. Thầy ơi, con chẳng biết có sự ra sao, con muốn hỏi nhưng cha con không chịu mở cửa. Trái đã chín rồi, chỉ chờ một ngọn gió lai là vào tay người gặt hái. Phật chúng sanh
rộng lặng. Đạo cảm thông không thể nghỉ, để cho như đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Đã lâu rồi ta chưa từng thấy lúc nào lòng ta yên ổn như bây giờ. Đã từ lâu rồi giấc ngủ mơ đến với ta trong bình yên phẳng lặng, xa rời những con số, xa rời những tính toán lọc lừa, xa rời cả những buồn thương oán giận. Ta chưa bao giờ có cảm giác nhẹ nhàng thơ thớn, đầu óc thênh thang rộng mở như bây giờ. Chẳng lẽ tiếng niệm Phật lại có sức mạnh nhiệm màu đến thế sao? Chẳng lẽ cái hạnh phúc trần gian là đây mà ta vừa nếm trải, cái hạnh phúc sẵn có mà ta không hề biết, chỉ vì mãi chạy theo tiền bạc đua chen. Cái chân tâm từ lâu bị bụi mờ giăng phủ, nay bỗng chốc hiện bày cho ta chợt thấy được bản tâm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mai, con của cha, cha cảm ơn con. Cha ơi, cha có bệnh gì không cha? Sao mấy ngày qua cha im lặng vậy? Cha im lặng là để tự soi rọi bản thân mình. Cha vừa chợt thấy một điều là từ ấy đến giờ cha như người ngủ mê, vì mãi miết đuổi theo chanh lợi đua chen, đầu óc chẳng phút nào được bình thản nghỉ ngơi. Rồi từ khi biết niệm Phật, lòng cha bỗng ngay ổn lạ thường, quên hết mọi ưu phiền và tâm hồn bình yên. Cha ơi, còn gì vui hơn khi thấy cha đã quay về cùng Phật pháp? Có
nghĩa là chữ hiếu con đã vẹn khi đưa cha rời khỏi bên mây lầm. Dạng dật do tâm, tâm chuyện quá duyên lành. Ngày hôm nay cha quay về bờ giá, lòng con vui như cực lạc hiện nơi đây. Cái hạnh phúc này là do thầy con tạo dựng, người đã vì cha mà chịu mọi tiếng oan, nhưng đổi lại là một người vừa được độ hồi công đức vô biên, lòng Phật rộng vô bờ. Thầy của con quả là một chân sư, cha rất khâm phục người. Cha ơi, cha ơi, cha ơi, con nói cái vụ này nè, nó hay lắm. Ngồi xuống đó. Cha ơi, nhưng mà con muốn cho cha hay một cái mối làm ăn này, ta nói nó ngon ngon lắm. Cha im. Ủa, tại sao bữa nay tự nhiên đổi tính này trời? Ủa, sao cha làm con khó hiểu vậy cha? Bây giờ con ngồi xuống nghe cha dạy. Dạy thì dạy rồi, nhưng mà cha ơi, con muốn nói là... Ngồi xuống. Ngồi. Từ lâu rồi cha không có dạy con, tại vì cha chỉ biết chạy theo đồng tiền mưu mô tính toán. Cha đã quên đi trách nhiệm làm cha. Bây giờ cha bình tĩnh và soi rọi lại mình, thấy rằng cha phải dạy dỗ cho con nên người hữu dụng. Mẹ con đã mất rồi, chỉ còn có cha. Tình thương của cha đặt không đúng đã làm cho con hư hỏng. Chẳng qua là cha quá nuông chiều con. Bắt đầu từ bây giờ, cha cấm con không được giao du với đám bạn xấu xa. Phải học làm người, sống sao cho xứng đáng. Nếu con còn cãi lời cha, cha sẽ trừng trị thẳng tay đó. Nhưng mà con đã làm gì đâu mà cha mắng chửi con? Bữa nay con đâu có nhậu với ai, con đòi cám ông cho con chơi với bạn bè đi. Cha đuổi tánh vừa vừa thôi. Vậy mà người ta nói đúng rồi. Người ta nói là gì à, xanh tận đất xanh cỏ, chắc sắp xanh cỏ rồi. Chắc là tới rồi, biết mà. Mày còn ưng ảnh với cha mày hả? Mai đâu? Lấy roi cho cha. Mày, trời ơi, mày là em của tao mà mày muốn hại tao nữa. Cha biểu mày đem roi mà sao mày lẹ quá vậy? Mày không đi chậm chậm mà mày lấy roi để mày hại tao. Nín đi. Nín. Nằm xuống. Từ rày sắp tới, nếu con còn trái lời của cha thì cha sẽ khoan chăm chăm bơ cha. Cha hãy ngừng tay rồi mà nghe bấy lâu nay vì quá ỷ lại vào sự nuông chiều dễ dãi của cha mà con ngày càng hoang đàn hồng.
Con xin hứa từ nay nghe lời cha dạy, làm một đứa con hiếu thảo ngoan. Lỗi cũng tại cha một phần, mãi lo buôn bán làm ăn mà không để tâm dạy dỗ chăm nom cho con, cho nên con mới hư hỏng như vậy. Đây này, con không dám vậy nữa. Mày bệnh hả? Sắp chết đến nơi rồi mày ơi. Nhưng mà chết chơi cũng chơi à. Mày còn hủ nổi không? Ráng. Mày buồn ngủ hả? Nó tới giờ rồi, chỉ còn môn này nữa là tao chưa có dạy mày thôi. Trời đất, đã lắm. Ôi mày ơi, chơi hoài coi chừng nó chết là thiệt đó. Ôi, chết thì có gì đâu mà sợ, ai mà không chết. Mấy ông sư ông chết thì có thần có Phật rước ổng, còn mấy ông nhà giàu chết thì có gia nhân hàng hàng lớp lớp đưa tiền. Còn tao với mày chết thì bảo đảm cũng có cô hồn các đảng rước mình. Mày không nghe người ta nói sao? Nói sao? Con Phật, Phật rước. Con ma, ma rước. Còn tao với mày lại lọt vô cái hàng thứ ba là quỷ. Con quỷ thì quỷ rước. Hiểu chưa? Sao mày không muốn Phật rước mà lại muốn quỷ rước? Ngu. Sao? Phật rước lên cổ trên, ai cho mày quỷ? Còn quỷ rước xuống địa ngục thì mình được quậy tiếp. Mày thấy đã không? Hết nổi rồi. Bây giờ tao hỏi mày, mày có đi với tao không? Đi đâu? Đi gặp nàng tiên nâu, nàng tiên nước da bánh mật, nàng tiên kiều diễm nước da mặn mà, thước tha uyển chuyển như mây bay nhẹ nhàng, tên là nàng tiên nâu. Mày có biết không? Tao không biết đâu. Tên là gì là nghe là ai là biết tất cả. Ô mày ngu quá là ngu, đó là nàng tiên nâu. Thôi 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 thôi, tao không dám đi đâu. Mày ngu quá. Tao sợ lắm. Nhưng mà mày biết nàng tiên nâu không? Không. Mày muốn biết thì mày đi với tao.
tao dạy cho mày, mày sẽ thấy lân lân bay bổng như lên chín tầng mây gì đó. Bay được à? Yên tâm đi, tao á sẽ huấn luyện cho mày cái môn khoái lạc cuối cùng. Đường vào địa ngục á, tao đã đưa mày vô được 11 cửa rồi. Giờ còn một cái cửa chót à. Nếu như cái cửa thứ 12 này á, sao mày vô chót lọt, bảo đảm quỷ nó mới rước được mày. Chứ không thôi khi mày chết á, không có nơi nương tựa. Thôi, cảm ơn mày. Theo mày xích chút nữa là tao không biết đường về rồi. Thôi, từ nay tao không muốn gặp mày nữa. Đi, đi, đi. Sao mày xô tao dữ vậy? Đi, tao muốn mày xa lánh tao. Mày thấy tao yếu không? Từ hồi tao nhập cái môn phái này, tao trở nên nhẹ nhàng hơn, đi cứ như bay trong gió vậy đó, không dấp cục đá nào tao giận té. Thôi đi nha, trời ơi đi không nổi rồi, tao lết thôi. Trời ơi, lết giờ giống cái ban ăn mày rồi. Ơi mấy cho tao chút đỉnh tiền tao hút rồi. Không cho. Bây giờ mày đi không? Mày không đi là tao. Đừng quên, mày thổi tao cũng bay mà. Trời ơi, phước đức không bà để lại. Ôi xém chút nữa là tiêu luôn rồi. Hú hồn, hú vía. Thầy ơi, tôi mừng lắm. Thầy biết không, lâu rồi tôi đâu có ngủ ngon giấc. Ngày thì lo tính toán lỗ lời, đêm thì lo thao thức sợ ăn trộm rình mò, đầu óc không một phút nào ngơ nghỉ. Rồi từ khi nhận lời niệm Phật an tiền, tôi mới tạm quên những não phiền tính toán, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Rồi bỗng chợt tôi ngộ ra rằng hạnh phúc hay khổ đau là do tâm tao quyết định, và vật chất tiền tài chỉ làm cho ta thêm đọa lạc mà thôi. Cảm ơn thầy, tôi xin trả lại tất cả vàng bạc cho thầy và sẽ hiến dâng cho thầy một phần tài sản để thành tâm bố thí. A Di Đà Phật. Mừng cho thí chủ hương thiện hồn đầu đã niệm Phật đạt đến công phu nhất tâm bất loạn. Trong hào quang quá vô số Phật, quá Bồ Tát chung nghiệp.